Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với góc lan kiều quen thuộc của bên em. À, hôm nay thì em à, lên một cái clip để chia sẻ và giới thiệu với mọi người về một cái giống lan kiều rất là đặc biệt luôn. Thì đối với anh em đam mê yêu lan kiều thì chắc hồi giờ là cũng siêu tầm được nhiều cái mặt hoa đẹp của các dòng lan kiều mọi người ha, từ những cây ví dụ như là kiều à, lưỡi trắng cánh vàng, à, lưỡi vàng cánh trắng nè, rồi kiều hồng nè, kiều tím nè, kiều cam kiều mở ga, kiều dệt vân vân ha thì trong sau đó có một cây cây lan kiều á mà lúc nở hoa nó cho ra một cái màu trắng gọi là trắng tinh trắng tinh khôi luôn mọi người kiểu một dạng kiểu đột biến toàn phần ở cây lan kiều à, đó chính là cái cây lan kiều trắng tuyền trước mặt mọi người đây à, thì hôm trước thì bên vườn em có à, cũng chia sẻ rất là nhiều rồi và mọi người thể thấy là đợt trước là trồng vào những cái chậu như vậy à, trồng vào những chậu như vậy và đợt này thì để cho cây nó phát triển nhanh hơn nữa thì bên vườn em thì có có trồng vào những cái cái chậu nó to hơn đây mọi người thể xem trồng vào những cái chậu to bự hơn thì cái cây mọi người xem cái cây nó phát triển rất là nhanh và lực nè và những cái cây này thì cũng đã trồng được phải tầm cỡ hai tháng rồi nên là bây giờ bộ rễ nó cũng rất là khỏe nó bám chắc chắn vào trong cái chậu nè bộ rễ rất khỏe nên là anh em về là à, mọi người mua thì em gửi nguyên chậu luôn về mọi người chỉ biết là là tưới nước thôi treo lên tưới nước chứ không cần phải làm thêm bất cứ một cái công đoạn gì nữa mọi người nha nó, nó sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm được cái thời gian chăm sóc cái cây lan rất là nhiều và đặc biệt cái cây này á thì nó nở hoa tại vườn em rất là nhiều lần rồi cái lô này nha nở chuẩn hoa rồi đây là chia sẻ cho mọi người cái giống lan kiều này rất là an tâm và bên em sẽ đảm bảo là bảo hành tuyệt đối cái mặt hoa là kiều trắng tuyền này mọi người nha à, và nếu mà mọi người muốn xem cái clip mà lúc cái cây lan kiều nó nở hoa trong vườn em thì mọi người có thể là xem uh, clip đây lúc nở hoa thì nói chung bữa giờ nở nhiều lần lắm à mỗi lần nở là coi như là nó ra cái màu hoa trắng tuyền nhìn đẹp cực kỳ mọi người à, cái cánh nó rất là bầu nha cánh rất là bầu và hoa thì nở thành à, từng cái bông rất là to à, có hương thơm nhẹ mọi người nha khi mà có nắng lên thì hương thơm nhẹ à, rồi nó nở liên tục à rồi bởi giờ nó nhiều lần rồi à, nên là à, về cái nguồn giống thì anh em nếu mà mua bên em thì cứ đảm bảo là An toàn và chuẩn cái mặt hoa mọi người nha. Về cứ trồng nhân giống rồi chia giống thoải mái cho em ha. Và các bác chị muốn cây nó sớm nở hoa, muốn được ngắm hoa luôn thì em chỉ cho một cái cách rất đơn giản thôi mọi người. Tức là cái cây lan kiều này mình cũng có thể là dễ dàng mình kích hoa cho nó được nha. Tức là anh em có thể dùng kích cây di xanh hoặc di pro vậy. Đó. Chúng ta kích vào những cái thân mà nó trưởng thành Phải gọi là những cái thân nó nó trưởng thành kiểu như vậy. Chúng ta kích vào một phát ngay giữa đây à, chấm một cái lỗ nhỏ thôi chích một cái à, kích kỳ à, hoặc là di pro à, dây xanh hoặc là pro kích kỳ pro và phát là tầm cỡ 30 ngày sau là nó sẽ ra hoa thôi mọi người chích à, chích xong phát tầm cỡ tuần sau là nhú nụ sau đó là 30 ngày sau là nó sẽ nở hoa đó là cái cách mà để mọi người có thể là về ngắm hoa sớm ha còn ví dụ mà các bác chị chưa muốn ngắm hoa mà muốn nó ra nở hoa theo chu kỳ tự nhiên á, thì về mọi người cứ chăm thôi tầm năm sau là nó nở tiệt ra thoải mái cây này nó rất là dễ nở mọi người nha rất dễ nở hoa luôn. đây vườn em thì à, có một số chậu nó vừa mới nở hoa xong đây mọi người. đây ở phía trên cao cao đây đây là những cái cây gọi là kiều trắng tuyền này. À, khi mà mọi người trồng lâu năm nó thành những cái bụi những cái cây nó to. cộng đó là cái cái vòi hoa nở ra mật độ hoa rất là dài. đây này cái cái chậu đây mới nở. Này. À, giờ nó còn cái vòi à. hôm trước nó... nó nó nở đẹp lắm mọi người năm trước mọi năm nó nở em đều có quay clip lên cho anh em ngắm cả đó. rồi, rồi. chung là vườn trồng chăm sóc rất là nhiều giống lan kiều nhưng mà trong số đó thì cây lan kiều trắng tiền này là cái cây lan mà em thấy là được nhiều anh em là ưa thích nhất và cũng khá là ít anh em có giống nên là mỗi lần là quay clip lên thì à, mọi người đều tin tưởng đặt mua nhiều bán nhiều anh chị mua về chơi hoa ngắm hoa gửi hình lại hết rồi mọi người ha à. rồi là kiều trắng tuyền mọi người nha về cái đặc điểm thân lá của cây này thì cái cây này nó nó cái cho ra cái bông hoa trắng tuyền nữa. nên là cái thân về thân lá của nó nó rất xanh rất xanh gọi là kiểu xanh xanh mọi người à, nhìn nó rất là xanh so với những cái cây kiều khác nữa. À, thân này mọi người thân thì cũng kiểu vuông vuông à, kiểu vuông vuông à. đây. thân lá này nhìn xanh mướt hả à. mầm nè mầm lên đẹp nha rồi đây cái cái bụi thì em sẽ quay cái bụi cho mọi người xem nha cái số lượng thân nè đây mọi người kết vào những cái thân như vậy phát là nở hoa ngay thôi các bạn là em để thân tơ cho mọi người chơi thôi chứ nếu mà muốn kích hoa thì kích phát một Nhưng mà kích hoa ra nhiều quá lại mất công tới cái mùa hoa nó lại lại không có nở đúng cái dịp Nên là cái việc mà anh em muốn tự kích hoa về tự chơi thì ta về tự kích nha Đây các chậu như vậy Cửa vậy này mua mà em sẽ đóng gói thùng xốp gửi nguyên chậu mọi người nha về anh em chỉ biết là tưới nước thôi à. rồi đó, hôm nay thì lựa ra trong vườn được một số cái chậu này gọi là đẹp nhất đó mọi người thì anh em có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ với em và em báo giá luôn mọi người nhé à, mỗi một chậu vầy thì có giá là 500 ngàn cái giống này là thuộc vào cái hàng gọi là đắt tiền nhất hiện nay của cây lan kiều rồi nên là giá cũng hơi cao anh em nào À, nếu mà có điều kiện thì chúng ta chơi sưu tầm ha. À, còn ví dụ mà chưa có thì chúng ta có thể là là chờ dịp sau, sau này nhân ra được nhiều chậu hơn thì có khi là nó lại rẻ hơn. Nhưng mà à, trước mắt thì giá hiện tại về là cũng rẻ so với ngày xưa, mà ngày xưa tính cứ từng tép mọi người, tính gần tết tép lần chiều á, tính theo từng tép giá tép mọi người, <laughs> giá kinh khủng lắm. Nay là gọi là 500.000 là đường chậu là cũng giữ dân rồi. Rồi và 500.000 chậu còn nếu anh em mà mua hai chậu ha hai chậu thì sẽ có giá là 900.000 mọi người nhé 900 ngàn. và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển ha phí vận chuyển do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng phí vận chuyển chắc tầm cỡ 4 50 ngàn mọi người nhé à. rồi. rồi xin cảm ơn các bác các anh chị à, hẹn gặp lại mọi người ở những clip về những cái giống hoa lan đẹp đặc sắc tiếp theo trên kênh uh, lan rừng hàng độc sơ ra bắc tây nguyên hôm nay là cây uh, kiều trắng tuyên mọi người nhé à. hay còn gọi là thủy tin trắng tin ạ Uh, miền nam đồ thì gọi cây này là cây lan kiều còn anh em miền bắc thì gọi là lan thủy tiên nói chung mỗi vùng nó có một kiểu khác nhau giống như là uh, miền nam gọi giả hạt miền bắc gọi phi điệp đó khỏe mọi người trồng vào cái chậu này nó nhìn nó thoáng hơn cây nó phát triển ok hơn nhanh hơn rồi xin cảm ơn mọi người nhé Hẹn gặp lại cả nhà Hôm nay là có mái chậu rất đẹp đây Quay lên cho anh em sưu tầm nha